Em xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay khách thì em đổi xe lên, nâng cấp lên cái xe này, thanh lý cho các bác này. Cái chiếc xe này là xe Nhật các bác nha, và cái đồ trên xe nó cũng là khá là xịn đấy. Và cái giá thì chắc là rất là rẻ rồi, nếu mà so với cái tầm tiền, cái tầm đồ trên chiếc xe này. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng chiếc này thì liên hệ với em theo số điện thoại 0918409990 nhé. Cái này của nó đi 2 đĩa và 9 níp thôi nha. Khá cao đấy. Đây này, tay bấm xả tút này. Đó, dàn đầu nhôm sáng choang. Có cặp bánh Shimano giờ 500 các bác nha. Đó, cặp bánh Shimano giờ 500 này giờ cũng triệu mấy, 2 triệu. Sườn nhôm, sườn Nhật nha các bác nha. Có cái yên ý này, yên ý này. Đó, ngồi siêu êm. Giò dĩa này, giò dĩa nhôm trắng tinh các bác nha. Đĩa lớn 50, đĩa nhỏ 34. Đó, sang đĩa sang líp thì của Soda này các bác này. Cái này là 3.400 các bác nha, 3.400. Đó, clip còn rất đẹp nha các bác nha. À, bánh sau cũng giờ 500 luôn nha các bác nha. Bánh bộ của Shimano. Đó. À, có chân trống rất đầy đủ hết. Sơn thì nó có chảy chảy chút. Cái này nó là xe bãi Nhật đó các bác. Anh khách anh ấy đổi xe. Em thanh lý chiếc này cho các bác luôn. Giá 4.200.000 các bác nhá. 4.200.000 thôi là các bác đã có một cái xe đồ khá xịn rồi. Rất rẻ các bác nhá. Đó, thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0918409990. Em nhắc lại giá 4.200.000. Đó. Rồi, em xe này đơn giản em quay nhanh vậy thôi nhá. Em xin kết thúc video đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.